Khác với trước đây, những phòng phẫu thuật như thế này giờ sẽ được vệ sinh và đóng chặt cửa trước khi phun khí ozon để tiêu diệt hoặc vô hiệu hóa vi khuẩn. Đây là ý tưởng của kỹ sư Mohamed Timrat, người có nhiều năm kinh nghiệm cộng tác với các bệnh viện trên dải Gaza. Timrat chia sẻ rằng anh rất thấu hiểu các vấn đề sức khỏe và bệnh truyền nhiễm liên quan đến việc không khử trùng đúng cách trong phòng phẫu thuật. Anh mong muốn sản phẩm của mình sẽ được sử dụng trong việc vô trùng ở bệnh viện vì nó không chỉ thực sự hiệu quả mà còn ít tốn kém hơn phương pháp khử trùng thông thường. Thiết bị này giúp giảm tỷ lệ nhiễm trùng sau phẫu thuật, đặc biệt là phẫu thuật tim hay phẫu thuật ghép tạng, phẫu thuật xương. Bởi thế, chúng tôi đặc biệt ủng hộ thiết bị này của kỹ sư Mohamed. Thiết bị của Mohamed sẽ kích hoạt khí oxy và chuyển chúng sang dạng ozone thông qua nguồn điện 80.000 V. Sau đó, máy sẽ lấp đầy khí ozone tại những phòng phẫu thuật cần được vô trùng. Không chỉ vậy, chiếc máy này còn có thể di chuyển rất cơ động và trực tiếp tạo ra khí ozone từ không khí xung quanh hoặc bất cứ nguồn cung cấp oxy nào khác.